Rồi, thầy gọi là đồng vị 1. Đồng vị 1 trên đồng vị 2. Thôi tập trung ở đây đừng nói nữa. Thầy đã nói đừng bao giờ nói nữa. Khi mà thầy đã nói thì không ai nói nữa. Phải có một người, có người nghe. Nào, các em đã hiểu cái ký hiệu rồi chưa? Tỷ lệ số nguyên tử thầy ký hiệu đồng vị 1 trên đồng vị 2 này. Theo đề bài nó bằng bao nhiêu? Bằng 31,19. Đấy, tất cả các em hòa thiện thầy đến đây đã. Đã xong chưa? Rồi, thế bây giờ thầy chọn luôn cái đồng vị 1 này là 31 nguyên tử, đồng vị 2 bằng 19 nguyên tử, chọn luôn. Đấy, số đồng vị 1 có 31 nguyên tử, số đồng vị 2 có 19 nguyên tử. Có quyền chọn mà. Vậy từ đó suy ra tổng số nguyên tử. Tổng số bằng bao nhiêu? Cộng này vào thôi. 31 cộng 19 bằng 50. Vậy thì suy ra là cái phần trăm của đồng vị 1 này sẽ là 31 chia cho gì? 50 và nhân 100. Đấy. Từ đó suy ra phần trăm đồng vị 1 thầy ký hiệu là x1 đúng không? Đây là x1 này, phần trăm. x2%. Vậy từ đó tính thầy x1 cũng bao nhiêu? X1 chính là 31 chia cho 50 nhân 100. Tính ra hằng bao nhiêu? 67. 62%. Rồi, x2. Thầy kiểm tra lại nhá. 31 chia 50 nhân 100. 62 tròn đúng không? Vậy thì x2 tương tự như vậy, em lấy 19 chia 50. Đấy. Hoặc là trừ đi cũng được, nhưng mà thầy muốn nói thêm để cho các em hiểu kỹ hơn, tức là các em lấy của nó chia tổng nhân 100. Đấy, bằng 28. Hoặc là các em bằng 8, hoặc là các em lấy 100 thì cũng được, 100 trừ đi cũng được. Đấy. Hoặc là 100 trừ đi 62 cũng bằng. Thế bây giờ các em thay vào đây được chưa? Vậy từ đó là suy ra mx trung bình. Thầy viết sang bên này đi cho nó đang liền mạch. Vậy suy ra mx trung bình sẽ bằng 62 nhân với 121 cộng 38 nhân với 123 và chia cho 100. Kết quả có đúng đáp án không? Không có đáp án. Đây là tự luận. 100,76. Đơn vị là gì? Đơn vị là gì? Đơn vị là DVC. Không sao. Đây là đây số liệu người ta đưa ra, nó hơi khác với trong bản tuần hoàn một chút, không sao cả. Ai ở nhà làm được bài này rồi, giơ tay. Nam thầy cộng thêm một điểm với trình bày. Thế còn Long cũng thế. Thế còn buổi tiếp theo của các em là tạm thời vẫn là buổi thứ ba nhá, tuần sau. Thì đúng rồi. Thì thực ra cái không cần phải luận thế. Phần trăm là lấy cái của nó chia cái tổng như 100. Không phải coi cái gì cả. Đấy, phần trăm một cái thì bằng lấy của nó chia tổng như 100. Thế còn bài tập về nhà cho các em là cố gắng làm tất cả các bài tập còn lại. Đấy. Dạng 4 thầy chưa sửa câu nào thì các em cứ làm đi. Dạng 4 hôm trước thầy cho thầy giao rồi đúng không? Thế còn dạng 5 thì thầy cũng giao các em làm bao nhiêu để làm. Cứ làm được thì bao nhiêu cộng điểm bấy nhiêu thôi, không ép nhá. Thì chào em. Chào các em.